nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Chín Nam Yên di chuyển vào đánh nhau với Nason, bị kéo ngược trở lại, mất E rồi lướt phong linh chạy bị phía, đó là tiếng kéo trượt đến từ Blitzcrank. Viego áp sát vào Nason, bật trục cuốn lên bửa luôn, không thể cản phá đại băng tiễn trượt. Pharan di chuyển hỗ trợ đồng đội và người nằm xuống đầu tiên là Blitzcrank, nhưng Nason vẫn còn rất khỏe, có thể tiếp tục bửa được. Afe bắn một lúc hai người và lên bảng điểm số, nhưng mà Nason vẫn đang bửa được anh em ơi. Người yếu máu lên bảng đó là Vex, nhưng Nason cân hết. Pharan đã đến rồi, dồn sát thương. Pharan có mạng của Yumi, Ad đang cố gắng đứng bắn bị lão hóa quay lại. Nhờn với Nason, nhờn với idol Nason. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng, và sau đây sẽ là một game đấu trong hành trình leo rank của idol Pharan. Hiện tại tôi vào đã thấy Pharan lên được bạc 2 rồi, vẫn đang trai hạc và đã nhắn cái gì đó cho anh em. Chắc là lại giới thiệu game thôi, để xem Pharan sẽ giới thiệu cho anh em game gì nhé anh em nhé. 10-11 tan lông anh em à, một lời nhắn hết sức gọi là ngắn gọn và xúc tích. Đây có phải là giáo án mới mà Pharan muốn giới thiệu đây anh em, để xem là game đấu 10-11 tan lông sẽ diễn ra như thế nào anh em nhé. Let's go. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với giáo án tan lông đi rừng của idol Pharan tiền mùa giải với Ngọc, cũng rất tiền mùa giải luôn, đó chính là đòn phủ đầu. Chúng ta sẽ có một giáo án mới của Pharan lần đầu tiên xuất hiện trên kênh, và để xem là Pharan sử dụng tan lông như thế nào anh em nhá. Đối thủ của Pharan ngày hôm nay sẽ là vị trí của Viego đi rừng bên phía bên kia. Bộ đôi đường dưới mèo phò cộng với Ash, Mapha đi top, thiên thạch bí ẩn đánh với Nasus của Previ Peter. Đây có lẽ là một lại là một con Nasus nữa mà Pharan sẽ nuôi được ở trong game này chăng? Đây là một tình huống di chuyển bị kéo đến từ vị trí của Viego và phải tốc biến chạy rồi. Tính sang cướp rừng của Pharan và cái kết anh em ạ. Pharan cất được một nâng quy ạ. Thôi được rồi, ta lông đi rừng nâng quy cũng ok anh em ơi. Không vấn đề gì, no problem. Quy hay đấp gì cũng được, miễn là cấp 2 có đấp để ăn chim là ok anh em ạ. Đang thả rìa con bồ đỏ sang khu vực bãi chim ạ. Biết chơi điện tử thật sự ạ. Rồi ok. Cấp độ 2 đã có cho mình kỹ năng W. Ăn bãi chim chắc là cũng không vấn đề gì cả. Đây là một tiếng bỏ bùa xanh ăn cóc lên cấp độ 3, di chuyển sang tìm kiếm rừng đối phương. Pharan đang cầm cho mình đó là phép bổ trợ thiêu đốt anh em à. Viego thì không có tốc biến. Một pha đứng rừng ở đây từ chiều. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Bùa đỏ em to quá, anh xin nhá. Trừng phạt còn đến từ Viego. Đang quáng thả diều và check trong cái bụi này, bị dồn sát thương bởi Pharan. Có thiêu đốt sát thương rất nhiều, trừng phạt để hồi máu không đủ. Chiến công đầu cho Pharan. Outrage. Thằng Mapha đang đẩy hơi cao, bị hit một hit từ trụ đến từ vị trí của Mapha, bị bổ quy rất thối và quăng quy để con đang rút lui đến từ vị trí của Mapha rồi. Thấy Pharan lên không? Thấy Pharan lên hay không? Một tiếng lão hóa đến từ Nasus. Farm con xe hụt rồi. Pharan lên vét cái mạng này bằng một tiếng đúp về lượt 2 và chọc quy dứt điểm 2-0 dành cho Pharan. Ok chưa? Giao án mới. Nhá nhẹ một cái like đến từ Nasus và nhá thêm một cái like nữa đến từ Pharan. Đừng kéo bạn ơi. Nó lại đấm cho, nhưng mà không sao, chắc là còn đủ máu để về anh em ạ. Không vấn đề gì cả, thằng Viego bị cay cú rồi anh em ơi, cay cú rồi. Bị Pharan đấm vào đầu cho cay cú rồi anh em ạ. Một tiếng làm choáng, nhưng sát thương lại có đủ hay không đây, bị phía rồi. Bị kiệt sức, bị dây sát thương, bị thiêu đốt, không còn tốc biến nữa. Vách cứ đánh tay thôi bạn, cứ đánh tay thôi. Cần thì tốc biến lên, không cần thì thôi. Một mạng rồi cho Vách chặt chí mạng đến từ Chinamia. Và sau đó thì tốc biến chạy đến từ vị trí của Vách. Kích dư chấn nhưng mà đi về hướng hơi sai thì phải. Chidamia tốc hành lên chém luôn, và đó là mạng dành cho vị trí của Chidamia. Đứng dưới thì Afe đang mất máu hơi nhiều sau một tiếng hỗ trợ bỏ lane đi. Mikdam kiểu gì dưới trụ mất hết xe thế kìa. Lát hit dưới trụ. Lát hit dưới trụ là khá toang đến từ vị trí của Aphelios. Thật là cố gắng hút máu lại đi bạn. Thật hù hết đợt lính à. Ôi ôi, đợt lính 10 con chắc ăn được 2 con quá. Ăn lính cái thật ra nào, trời ơi, mic đam kiểu gì đấy. Trời ơi, nguyên cái đợt lính to như thế không ăn được 2 con, 3 con. Ôi, hụt hết rồi ạ, ai da. Không có đứng giữa, Chinamia lại e lên rồi. Một tiếng đẩy sát thương đến từ vị trí của Vex. Vex đẩy quy vào đó, tiếng bật chiêu cuối đến từ Chinamia sắp hồi e rồi. Chém chí mạng nhưng e ngược trở lại về đợt lính, chứ không dám băng thẳng vào vị trí của Vex. Khi thấy Vex sắp có nội tại, Viego di chuyển ra khu đứng giữa. Cảm giác là Viego rất cay cú. Các bạn ơi, trầm cảm rồi. Đây rồi, mày không có tốc biến đúng không? Mày không có chiêu cuối đúng không? Pharan chọc quy và thiêu đốt quăng W dứt điểm. Đó là mạng dành cho Pharan, mạng thứ 3. Cộng với đó là một tình huống lên cấp độ 6 luôn. Quá là ao trình luôn anh em ạ. Rừng bên kia cảm giác bị Pharan cướp đầu trận ức chế lắm rồi.
quét mắt luôn. Pháp Đàn di chuyển xuống ở cấp độ 6. Viego đang có một tình huống đứng khá gần với Pháp Đàn, nhưng Pháp Đàn vẫn ăn được con rồng một cách hết sức tự tin. Một pha làm choàng đến từ vị trí của Viego. Pháp Đàn tung chiêu cuối của mình là dầu sát thương, chi đam mia đến rồi. Có thể bỏ mẹ ra được kéo vị trí. Sẽ là kéo thật chi đam mia về. Thật biết là tệ. Quay cái mẹ Alpha bị kiệt sức rồi. Có thể bỏ mẹ rồi. Hai mạng double kill cho chi đam mia và sau đó thì không thể cản phá được đâu ra đến từ ma pha thế này. Thêm một mạng nữa mất luôn cả con rồng đầu ạ. Ôi tệ thế nhờ. Pharan thì đã có kiếm Man Dương Mô rất xanh rồi, nhưng mà team thì có vẻ là hơi toa anh em ạ. Ôi tự nhiên năm đều ấy, thua tiền mất cả rồng đầu đấy kìa. Không ổn rồi. Một tiếng đại bằng tiễn từ xa đến từ Ad, ping liên tục đến từ Ad, nhưng mà có vẻ như nó tiếng chung cuối trượt đến từ Ad rồi. Vách đẩy E đấy không đấy bị chém chí mạng và lên bảng điểm số. Sau một tiếng bị solo kill như thế này thì Chindamir đã vươn lên tới 4 xác rồi. Bên phía bên này thì đó là Pharan solo cùng với Viego. Một tiếng dồn chiêu cuối đến từ Pharan, quay người trở ra đánh vào con mắt sứ giả. Viego đang đứng ăn cho mình đó là cái hạt mầm. Sau đó thì Pharan trừng phạt lấy đi con sứ giả khỏi tay của vị trí Viego. Nhưng có chạy được hay không đây, kích Yumu và lên bảng điểm số. Malphite di chuyển ra và Nexus cũng ra, nhưng Nexus hết mana rồi. Nexus kích hoặc tông hành chạy, Blitzcrank đến để hỗ trợ nhưng mà không nên kéo cho tình huống này. Có sứ giả chấp nhận mất một ma gục vào tay của đối phương. Một tình huống ưng tiện đến từ Ad, Blitzcrank di chuyển vào giữ bồ xanh cho Pharan bằng chết cũng phải giữ được bồ xanh, kiệt sức luôn đến từ Blitzcrank. Đánh cực kỳ chiến, Blitzcrank đang đấm liên tục và đó là bùa xanh thuộc về cho Vex. Viego lại bắt đầu hơi trầm cảm rồi. Viego bị cầm lặng, Viego dồn sát thương tốc biến chạy đến từ vị trí của Blitzcrank. Pharan đi ra, mày cướp rừng của ai? Bố mình nhường mạng phá trước thôi. Cướp rừng của Pharan là cái kết anh em ạ. Khu vực đứng dưới thì AD đang cố gắng một cân hai nhưng bị bắn rất rát bởi Ad. Yumi hồi máu lên sát thương là chưa đủ. Ad đã dùng đại bằng tiễn trước đó ra khu vực đứng giữa rồi. Blitz mặc dù yếu máu nhưng không về regen và kêu Pharan xuống bật cho mình W là tốc biến bắn đến từ Ad, tốc biến chạy đến từ vị trí Aphelios. Pharan băng thẳng vào với cú chiêu cuối, chương cuối đưa ra nhưng cũng chết. Đó là vị trí của Áp phải yếu thế này làm gì? Để đấy Pharan lo. Trời ơi, double kill dễ thế lại cứ chết thằng AD ạ. Rất khó hiểu. Máu yếu như thế đứng R từ xa thôi cũng được. Dướn dướn làm cái gì? Gọi sứ giả luôn không? Viego đứng chờ đây từ chiều. Có ý định báo thủ Pharan. Pharan đã quăng ăn một lớp giáp trụ ở phía sau có Blitzcrank. Pharan có ý định e qua tường liệu rằng Viego có chiêu cuối. Cay quá các bạn ơi. Cay thật sự rồi, thằng này bị cay cú rồi. Dí đấm tới đấy thì vị trí Viego rồi, không biết lấy cái gì ra dí ta lòng này luôn. Xử lý bắt đầu có những tình huống xử lý hết sức cục xúc đến từ vị trí của Talon Viego sau khi thấy Talon của Pharan quá xanh và cướp hết rừng nhà mình. Pharan di chuyển vào đến từ Viego. Có sự xuất hiện đến từ Aphelios ở đây để backup cho Pharan. Bùa đỏ đang sẵn sàng, Pharan cấp độ 8 đánh với cấp độ 6. Mày vào đây, mày vào đây. Sao sao dừng đấy cướp đấy. Bùa đỏ đấy cướp đi bạn. Vẫn đang rất cay cú đứng dình ở đây. Blitzcrank di chuyển ra và Pharan bỏ ngang cái bùa đỏ đấm luôn. Mày cướp rừng của ai? Mày làm sao? Mày làm sao? Trầm cảm lắm rồi anh em ơi. 11 phút fit 5 xác rồi. Ôi Yumi tính là ăn trụ không? Yumi tính là ăn lớp giáp trụ. AD đã bỏ sự hỗ trợ của mình rồi. Bị bắn rất ra và đó là cú kéo trúng đến từ Blitzcrank. Afe tung anh sang dẫn lối có dịch chuyển xuống đến từ Malphite với không thể cản phá, bị cân sức sát thương không đủ. Afe bị bắn hạ, không thể cản phá tầm gần. Pharan bắt cua xuống tìm kiếm mã hạ gục. Chiêu cuối vào đến từ Pharan. Dồn sát thương khiến cho AD về phía kia yếu máu nhưng chưa đủ sát thương. Mid đánh tay rồi. Mid click rồi. Mid click rồi. Cầm mẹ đó. Đánh tay kịp cái nội tại là chết con Ad rồi anh em à. Stupid healing ạ. Stupid healing anh em ơi. Một tiếng lỗi. Vách tung chiêu cuối đổi góc rất nhanh và W còn. W sau đó flash chạy bị hoảng bị thiêu đốt. Chi đâm bia băng trụ và có một tiếng solo kill. Bấm quy hồi máu lên và không chết trong tiếng này. Vách lại tiếp tục bị solo kill rồi. Đứng dưới đó là pha gánh đến từ Viego và chết Luna đến support biết ngay mà. Thấy ông Afe mic đam đầu trận là nghi nghi rồi. Nhưng mà không sao anh em ạ. Nexus nó sẽ gánh lại về cuối game nhé. Vex thì chuyển xuống đứng dưới đứng dình ở đây 5 phút đồng hồ. Đứng ngắm nghía xăm soi một hồi thì đẩy chiêu cuối vào vị trí của Viego. Bút sát thương đến từ vị trí của Vex nhưng sát thương là không đủ và đi luôn rồi. Đứng trên thì Nexus farm được 250 quy lại bấm B về. Đi top gì B về như cơm bữa vậy ông? Chắc là B về lấy đồ lớn ạ. Đứng dưới thì Pharan đang bị tấn công và dùng luôn chiêu cuối. Dồn sát thương vào người của Viego. Bị chém rất đau nhưng đó là một tiếng Viego có mạng với một chấm máu ạ. Đồng đội phía sau không ai hỗ trợ được gì nhiều cả. Hơi đen cho Pharan cho tiểu này. Chưa về nhà mua đồ thôi anh em ạ. Về nhà đóng luôn cái Rakta ở đây rồi. Đứng trên thì lấy sớt bổ khiến cho Mafia chỉ còn lại khoảng chừng 1/3 cây máu mà thôi. Đứng giữa trụ không còn nhiều máu và Vex đang di chuyển ra để có thể phòng thủ. Rừng đã hết, Viego không cướp được rừng nữa.
Đang có định di chuyển đến cánh trên ăn sứ giả thì phải. Trụ mid yếu máu lắm rồi, một mình con vết yếu này không defend được anh em ạ. Đứng trên thì Nexus vẫn đang farm Q đều đều và ôm 1.000 tiền, nhưng mà coi chừng đối phương lên hốt đấy nha. Phát An di chuyển vào để giữ bùa xanh. Chinamir đang cướp bùa xanh thì bị Phát An đấm ạ. Một tiếng rồ sát thương đến từ Phát An khiến cho Chinamir phải tốc biến chạy. Park cua theo đấm luôn. Có chiêu cuối đến từ Chinamir kích hoạt, Phát An bị làm choáng và không kịp chiêu cuối trong tình huống này. Chiêu cuối chưa hồi kịp hơi đen ạ. Blitzcrank đến với tình huống kéo xịt tung chiêu cuối cover đồng đội nhưng không được. Viego tiếp tục chiêu cuối vào. Cánh trên thì Nexus vẫn đang farm Q đều đều và băng trụ fail thì phải. Đại băng tiễn từ xa trúng và đi luôn vị trí của Blitzcrank rồi. Team đang xử lý rất tệ ạ. Nexus băng trụ với tốc hành nhưng không giết được Malphite. Malphite đã tốc biến và không thể cản phá rồi. Rất may đó Nexus vẫn có thể về được, nhưng mà dịch chuyển lại thì không biết có giữ được sứ giả hay không. Dịch chuyển trở lại với chiêu cuối sẵn sàng đến từ vị trí của Nexus, có lẽ sẽ defend được trụ trên. Còn sứ giả thì thôi coi như bỏ anh em ơi. Bắt đầu có rượu hơi toang toang rồi thua tầm 7k tiền ạ. Vãi nồi ạ. Mất hết dòng với sứ giả rồi anh em ơi. Team đánh tệ quá. Thôi được rồi, để Nexus gánh nhá. Này phải chờ Nexus để Phát An gánh thôi, chứ còn cái cánh dưới thấy hơi no hope rồi. 2604 ạ. Trời ơi. Thua 10 xác, thua 2 dòng và thua tương đối nhiều tiền. Nexus được 300 quy chưa nhở? Sắp rồi anh em. Mười mấy phút farm được 300 quy này ok rồi này. Afe thì khổ quá. 63 CS, trời ơi. 17 phút farm được 63 CS giờ đang phải ăn người đá sống qua ngày ạ. Trong khi đó thì Phát An vẫn đang di chuyển tiếp tục tìm kiếm các bãi quái rừng cũng như là tìm kiếm cơ hội để gank. Gank khu đứng dưới không đây. Afe cuối cùng cũng ăn được người đá nhưng mất tới nửa ống máu ạ. Phát An di chuyển xuống kích cho mình kiếm Mayumu lên, kích cho mình đó là kỹ năng E để bắt cua qua tường nhưng Ash đã rút lui được. Một tình huống killing spree đến từ vị trí của Malphite. Malphite cùng với vị trí của Viego đã hạ gục được Nexus rồi. Chó Phát An đã bị xích khu đứng trên. Afe không sao hiểu sợ mất máu nhiều này. Tí nữa thì chết đấy ạ. Bên phía bên kia thì vách tôi rồi. Ôi vách EQ cái gì đấy ông ơi. Quán quá anh em ạ. À. Bị solo kill liên tục đứng giữa giờ quán oan ta là vằn rồi. Lướt phong linh lên làm chậm đến từ Chidamia. Đẩy EQ. Mà đang múa cột anh em ơi. Cố gắng múa cột. Múa cột một hồi thì chóng mắt quá, gãy luôn dưới trụ rồi anh em ạ. Con chim nó vả ra phát chí mạng đi luôn. Jesus Christ. Mi tánh buồn cười quá anh em ạ. Phát An đứng chờ đây nhưng bộ đôi bên phía bên kia đã về rồi. Thôi thì ra ăn lính cho thằng Nexus vậy. Afe swap lên cánh trên ạ. Nexus cũng lên, thấy 4 thằng lên top, thằng nào farm, thằng nào nghỉ đây. Nexus bắt đầu cay cú rồi để 40 farm, thằng Afe lên đây làm gì. Cứ để 40 farm quy tí, 40 cánh trỏ, 300 quy rồi, từ từ thôi. Ad đang solo cho mình đó là con rồng, à không, có thêm cả con Yumi hỗ trợ nữa. Trời đất ơi. Rồng đã mất rồi, Phát An ra hơi trễ. Blitzcrank thì lại chưa cắm được nhiều tầm nhìn lắm để có thể có thông tin. Khá toa anh em ạ. Ô, đi đâu đây bạn? Viego dùng thông đạo di chuyển sang phần rừng nhà Phát An tìm kiếm những tình huống cướp rừng. Rừng thì không còn nhưng có Phát An ở đây. Phát An dồn sát thương chiêu cuối, Phát An tung ra. Mất máu hơi nhiều thì phải. Afe đất còn hồi máu. Hồi máu đi ông. Mà đi chung với thằng AD này ông chó quá. Blitzcrank thì khiên băng random thế này không lên đồ thần thoại à. Mafai đi đâu mà hút không có acid luôn vậy. Malphite hook R không tới anh em ạ. Hay đen không có acid cho Malphite. Nexus tiếp tục farm và Malphite tiếp tục di chuyển. Và farm thêm con cóc nữa. Vex đứng giữa thôi đừng có chết nữa ông à. Trời má. Đi mid gì mà out trình dữ trời. Nexus farm cóc xong bắt đầu lại lên farm quy lại. Từ từ thôi anh em. 9.000 tiền không ăn thua anh em ơi. 9.000 tiền không xi nhê gì cả. Cứ để đấy tí Nexus lật 10.000 tiền cho các bạn xem.
Sứ giả húc bể luôn trụ hai đứng giữa rồi. Ai da, nó húc tới trụ ba rồi anh em ơi. AF không farm bot đi đâu đấy kia, để Brick rank farm bot thế à? Tao support đi farm thằng AD ra mid defend thế kia. Một tiếng bị sứ giả húc ngược trở lại và pha pha lại. Không mẹ nó, con sứ giả. Sứ giả cái này nó phản phát an rồi anh em à. Mẹ nhà nó chứ. Nó là bị làm choáng thì bị sứ giả húc ngược trở ra thế này, đẹp thế. Chết luôn ạ. Đối phương ôn mid 5 người để có thể ăn trụ team phát an thì đã chết phát an mất rồi. Nên sẽ bắt đầu vòng ra phía sau, bật cho mình đó là cơn thịnh nộ sa mạc lên. Thần khuyển lên, bật E, bật Q, tốc biến đập bàn vật từ đến từ áp lên bảng đến số rất nhanh. Vách đẩy châu cuối vào và đó thì cũng dứt điểm không được ai cả vì sát thương chưa đủ. Đã có mạng cho Nesert rồi. Mạng Nesert liên tục bổ Q đi, bạn lại bổ Q rất thốn, sát thương chưa đủ. Vách đã đẩy Q ăn mạng tốt. Chiêu cuối thì không được reset cho tình huống này. Đi bộ theo đẩy Q phản sợ thành công của Nesert bổ liên tục làm chậm thành công Malphite không thể cản phá chạy. Yumi lòi ra sau đó nhập ngược trở lại. Máu rất nhiều đến từ Yumi được hồi lại cho Malphite và có lẽ sẽ dừng lại ở tình huống ăn 3 mạng mà thôi. AF bằng cách nào đó vẫn chết với cây này là 0-6 rất tệ. Nhưng mà Nesert bắt đầu bổ đau rồi anh em ơi. Được. Nesert 300 Q tập này nó bắt đầu 400 Q rồi anh em ạ. Bắt đầu nó bửa hết 9.000 tiền với chúng tôi. Baron luôn hả? Một tiếng kêu gọi Baron đến từ vị trí của Faran và team đang bắt đầu hưởng ứng. Nesert bắt đầu bổ Q ăn Baron cũng có vẻ là nhanh. Baron mới ra được tầm 1 phút nó khá yếu. Oh, thế là Baron free rồi anh em ơi, bên kia ra không kịp rồi. Malphite không có R mà ra không nổi. Một tình huống di chuyển bằng thông đạo đến trên âm miên nhưng ra không nổi. Và đó là Baron thuộc về cho Phát An, bỏ nớt tiền. Gỡ hết tiền rồi anh em ạ. Ngon luôn. Một pha comeback rất mạnh đến từ team của Phát An với sự xuất hiện đến từ Nesert. Và Nesert đã về nhà build team băng thêm cả một cái giáp áo choàng gai ở đây rồi. Có vẻ là rất trâu. Trong khi đó thì Viego tiếp tục cay cú sang tìm Faran để có thể báo án trong những tình huống bị cướp rừng đầu trận. Pha làm choáng đến từ Viego xịt. Faran quay người trở lại đấm luôn bây giờ. Này muốn láo muốn lếu nhờ. Có Chidamir phía sau nên là rất tự tin như Nesert có mặt ở đây. Bị làm choáng như Nesert còn chiêu cuối đã dọc đường ba người đến từ vị trí của Yumi. Chiêu cuối vào đến từ vị trí của Vex. Hoảng sợ tốt, Nesert dính đại bằng tiện nhưng không sao cả. Chết chùa. Chết hết chùa, Aphelios có mạng reset tiền và double kill dành cho Vex. Báo án thành công đến từ team của Faran. Faran đã hy sinh để đổi lại một cục diện giao tranh thắng lợi dành cho team. Bộ ba bên phía bên kia đã thi đấu cách hết sức hổ báo nhưng không lường trước được sức mạnh đến từ team Faran và lên bảng đứng giữa. Thì đó là một tiếng át nằm xuống với mạng dành cho Afe. Afe đang comeback với hai mạng liên tục. Trong khi đó Malphite đang đẩy khu đứng dưới sát thương đến từ Malphite vào trụ có vẻ là hơi ít. Ping liên tục là ăn trụ đi thay vì về defend, thằng kia nó không đẩy được nữa đâu. Ăn trụ là hợp lý anh em ạ. Những cái trụ này giờ nó gỡ được một đống tiền ấy. Vẫn đang thua tầm gần 4.000 tiền mà ăn được mấy cái trụ này nó gỡ ngang tiền luôn cho anh em xem. Mùa này là cái mùa mà comeback anh em ạ. Mùa này là cái mùa gỡ tiền, ăn mục tiêu cũng gỡ tiền. Mà đánh như Faran thì kiểm soát mục tiêu thì anh em biết rồi. Trụ đường trên bonus tiền. Trụ đường giữa bonus tiền. Hai trụ bonus tiền các bạn thấy tiền nó còn có 1.000 tiền thôi. Gần 2.000. Và đó là một tiếng... Má cái gì vậy trời. Thật là anh chàng dẫn lối thằng Blitzcrank yếu máu về đi. Trời ơi chết luôn thằng Blitzcrank rồi. Viego đứng nhặt xác Blitzcrank lên kéo đi bạn. Thôi bỏ mẹ rồi. Tôi đánh dở một hồi ăn mạng cỡ nào cũng đánh dở thôi anh em ạ. Faran đang ăn vãi chi mà cố gắng rút lui khi mà thấy đồng đội chết hai xác ở khu đứng giữa rồi. Nesert bấm B về không dám mọc đầu. Faran di chuyển ra giữ lại linh hồn rồng. Đây là linh hồn rồng công nghệ nó khá mạnh. Rừng thì đang khá đông thành viên team địch. Malphite đã có kháng phép nhìn nó phải là khá trâu. Nesert đi đâu đây? Nesert dịch chuyển lên khu vực trên rồi. Không thể cản phá vào vách, mất máu quá nhiều và lên bảng điểm số mạng shutdown cho Viego. Bọn này nó băng trụ không cần lính luôn rồi. Faran đang kiểm soát cho mình con rồng trên tầm nhìn bên kia có định ra hay không. Chidamir đang ping liên tục, Faran đang ăn. Ad cũng đang đứng để xăm soi ở đây để có bắn R đấy không bạn. Faran đang phá bắt và cố gắng ăn rồng. Ad đang đứng dình ở đây vì không dám ra. Ra sợ Faran hốt, Faran tung chiêu cuối ăn luôn con rồng lấy tiền bonus sau đó thì bị dính đại bằng tiễn. Chidamir đang đến rồi bắt buộc con tường chạy Faran ơi. Ui stun lâu thế nhở, chặt. E qua, e tiếp, té, cứu. E qua cái xác trụ cũng được, thật lại bị slow rồi. Kích Yumu và sau đó thì, ai da. Thôi được ăn con rồng cũng được anh em à. Má, tìm đâu hết rồi nhở.
không hiểu team đang làm gì và ở đâu, nhưng mà phát an nói chung là cũng đỡ được một tình huống mất linh hồn rồng là ok rồi anh em. Malphite thì có vẻ là khá cứng, kéo trượt đến từ Blitzcrank. Nasus tầm này là 480Q rồi anh em ạ, chó phát an vừa bắt đầu trưởng thành rồi. Một tiếng lão hóa bổ luôn con Malphite, Malphite tạo bổ. Malphite mà to, Malphite mà to, bị Trương Quân giữ chân lại. Một tiếng pháo trọng trường giữ chân đối phương lại, vách băng thẳng và hoảng sợ. Bổ Q nhưng mà đối phương còn từ chối tử thần, từ chối tử thần cũng chém. Hết từ chối tử thần, chi đang biến đang quáng rút ra và ánh trăng lại là lạc lối rồi. Nasus tiếp tục chất châu và bổ một phát lủng đầu ra đây về bên kia nửa cây anh em ạ. Chi đang quáng tìm cách để rút lui, cố gắng cướp thêm bãi người đá trước khi e chạy, nhưng mà dám đứng lại không, e ngược trở lại thì bị chiếc Chidamia mày quá hổ báo rồi. Blitzcrank tốc biến lên kéo ngược trở lại và đó là hất tung không thể cản phá và để hốt xác đồng đội đến từ Malphite. Zumi đổi chủ với chúng tôi mã sẵn tao rồi, cái vị trí của Nasus mạnh mày mèo phò đấy, mèo mà nó đánh với chó à, mèo nó đánh với chó à, chó phát ăn nuôi trưởng thành rồi anh em ơi, cậu vàng này đã khôn lớn rồi. Nguyên tố luân đến từ phát ăn, trong khi đó thì giáp gai dành cho Nasus sau một tình huống bổ lấy sắt đao liên tục. Dư 1.800 tiền đang cân nhắc xem mua cái gì đấy ạ. Chắc lại là một cái giáp liệt sĩ rồi anh em. Sắp ngang tiền rồi anh em ạ. Đánh một hồi là ngang tiền liền luôn á. 9.000 tiền mà to. 9-10.000 tiền lật một phát một anh em ạ. Không vấn đề gì cả. Chin 3 đồ, As 3 đồ, Viego 3 đồ, không ăn thua. Lấy sất 500Q là nó bửa hết. Vẫn đang thu tập trục mạng nhưng mà tiền thì không thu bao nhiêu. Cũng không mất linh hồn rồng. Bên kia mà không ăn được linh hồn rồng thì đừng có mong win game này anh em ạ. À phế thì hơi thọt rồi, farm gì mà 90 CS thế kia ông ơi. Xạ thủ bạc 2 có vẻ hơi bị out trình ạ. Chín đam miên di chuyển vào đánh nhau với Nasus, bị kéo ngược trở lại mất E rồi lướt phong linh chạy bị fear. Đó là tiếng kéo trượt đến từ Blitzcrank. Viego áp sát vào Nasus bật trục cuốn lên bửa luôn, không thể cản phá đại băng tiễn trượt. Phát An di chuyển hỗ trợ đồng đội và người nằm xuống đầu tiên là Blitzcrank, nhưng Nasus vẫn còn rất khỏe. Có thể tiếp tục bừa được AFE bắn một lúc hai người và lên bảng đếm số, nhưng mà Nasus vẫn đang bừa được anh em ơi. Người yếu máu lên bảng đó là Vex nhưng Nasus cân hết. Phát An đã đến rồi, dồn sát thương. Phát An có mạng của Yumi. Ad đang cố gắng đứng bắn bị lão hóa quay lại. Nhờn với Nasus, nhờn với idol Nasus. Một bổ nửa cây anh em ạ, không nói nhiều. Ad đồ này mà chui vào Nasus nó bổ cho thì đúng là lủng não. Được không anh em? Chó phát ăn nuôi được không? Giờ thả ra nó cắn cả thiên hạ rồi, giờ cả đúng nổi đâu. Yumi với Ad mà to, Malphite mà to. Bổ hết anh em ạ. Ui. Ngang tiền rồi anh em ạ. Farm quy kiểu gì thế kia? Trời ơi. 600Q chưa? 600Q chưa? Ok chưa? Bên kia bắt đầu nhận ra vấn đề rồi. Malphite này giờ như cái bị thịt thôi anh em ạ. Ai đó đang ping liên tục. Yumi đang ping là rồng sẽ xuất hiện. Nhưng mà rồng xuất hiện thì làm sao? Các bạn nghĩ bạn được rồng không? Các bạn nghĩ bạn có được linh hồn rồng không? Đấy sẽ tiếp tục farm Q. Đây là 606Q về mua đồ luôn. Hai mảnh của giáp liệt sĩ rồi. Đang có những dấu ping đến từ vị trí của Nasus. Nasus có TP mà, ăn được mà. Faran park cua vòng ra phía sau với kiếm Ayumu và dồn sát thương vào xạ thủ đối phương luôn. Một tiếng bung chiêu cuối bị không thể cản phá, bị đại băng tiễn mất máu rất nhiều. Và sau đó thì lên bảng Vex đẩy chiêu cuối trúng băng thẳng và dứt điểm xạ thủ đối phương, đẩy chiêu cuối tiếp đi bạn. Nasus TP ra bạn ơi. Đẩy chiêu cuối tiếp đến từ Vex thì nó xịt rồi thì phải. À trúng. Bị kéo vào đó là tình huống ra phê lên bảng điểm số. Nasus quyết định không TP à. Megamid vẫn đang còn. Một pha một đổi ba có vẻ là hơi lỗi cho team Faran một chút. Bên kia nó nhiều CC quá Faran ơi. Đây là một tiếng Nasus có thể phòng thủ được hay không? Bốn thành viên đối phương đẩy vào ạ. Có định kết thúc ván đấu thì phải. Một pha làm trái đến từ Viego, Nasus bật chiêu cuối một. Tình huống 1v5 đến từ Nasus, phía sau có Vex hỗ trợ thêm. Mạng có Legendary ạ, bổ con mèo phò. Không thương hại gì súc vật cả anh em ạ. Mèo với chúng tôi à. Nasus 9-1 nó bổ con mèo một phát chết luôn anh em ạ. Rồng sẵn sàng đấy, rồng thì không ăn, đi vào đánh nhau end game. End làm sao được mà end. End làm sao được mà end anh em à. Nasus còn ở đây, cất 5 cũng được. May là không Penta là may lắm rồi đấy.
Nasus di chuyển đi bộ ra mà thôi, phát an di chuyển ra. Nasus game này không TP lần nào hay sao ấy, anh em ạ, chả thấy TP bao giờ cả. Mỗi thằng Mafia nó TP ra nó ganh team của phát an thôi. Nhưng mà hơn tiền rồi đấy anh em, bắt đầu có dấu hiệu hơn tiền đấy từ team phát an. Bây giờ thì có thể ra luôn khu vực hang Baron để ăn Baron sau khi ăn rồng nguyên tố thứ hai, mang nguyên tố công nghệ. Afe đang lò dò đi ra check rồi. Chidamir thì đang di chuyển lờn vờn quanh khu vực hang Baron. Nasus bấm B về với 650 quy. Full đồ. Mua luôn cho mình đó là cái gì đó và rất nhiều giáp đấy từ vị trí của Nasus. 366 giáp, 4 trang bị cộng giáp anh em ạ. Giày thì là giày khai sáng rồi. Bây giờ team kia lại ôn mid có định end game nhờ một Mega chăng? Mega đã hồi ạ. Phát An đang phá bắt ở khu vực cánh phải, bị lộ vị trí nhưng chạy được. Bên phía bên kia thì đó là một tiếng Viago đang bị tấn công. Vex đẩy chiêu cuối thẳng và băng thẳng vào dồn sát thương. Viago lên bảng. Mạng dành cho Vex. Viago đã quá cay cú từ đầu game đến giờ và cánh kết không thể nào chém được đến từ Chidamir vì bị CC. Chidamir tốc biến chém luôn. Cánh còn lại tôi thấy Nasus đang cân 3. Phát An đã có một tiếng dồn sát thương chết được Chidamir rồi, không thể cản phá và Nasus bật chiêu cuối lên bạn. Bật chiêu cuối chưa hết chiêu cuối rồi. Một mã shutdown dành cho vị trí của Ad, nhưng sau đó thì Phát An quay ngược trở lại báo oán cho đồng đội của mình. Blitzcrank kéo tốc biến lên bắn đến Afe, bắn Mafai phải hơi mất thời gian. Mafai bị trừ giáp và sau đó thì lên bảng điểm số ở đây. Mạng dành cho vị trí của Afe nữa, double kill trả Afe. Nasus chết nhưng mà có một tiếng câu kéo thời gian tốt và bây giờ sẽ là Baron cho team Phát An. Khỏe rồi anh em ạ. Nasus có thể bị shutdown nhưng mà team thì bắt đầu khỏe dần lên. Vex đồ kìa. Vex đồ này one shot luôn con Viago anh em ạ. Afe thì nói chung là đồ cũng hơi ít nhưng mà gãi lắm thì cũng đau. Bá có Baron trong một game mà thua nữa thì thôi đấy. Baron này là Baron cho team Phát An. Đồ đạc các thứ đầy hoè hết rồi. Hơn tiền 2k anh em ạ. Viego thì đầu game vẫn đang rất là cay cú. Không biết là game này mà thua thì có đập bàn phím hay không. Thương phục hận đã có dành cho Phát An. Blitzcrank cũng đang có rất nhiều trang bị chống chịu anh em. Con Blitz này cũng 300 giáp chứ ít gì. Bên kia không có AP anh em ơi. Cứ phun giáp mà đóng, không nói nhiều. Chó Phát An nuôi thì đã gần tiệm cận đến mức gọi là 700 quy rồi. 680 quy rồi. Bây giờ để xem team Phát An tận dụng Baron như thế nào này. Baron hơn tiền như này bắt đầu đẩy lại được rồi này anh em này. Đẩy lại ăn thêm công trình thôi. Vẫn đang cầm Baron đẩy khu đứng dưới từ Phát An. Brick anh lò dò di chuyển để cặp mắt trước. Một tiếng As đứng bấm B về trong bộ đá cổ và đang đứng AFK ở đây. Hơn 2.000 tiền đang chờ mua cái món cuối anh em ạ. Người ta chờ người ta mua món cuối 2.000 mấy tiền ông ơi. Zumi thì lại quyết định bỏ xạ thủ rồi. Thấy xạ thủ AFK bỏ luôn rồi. As vẫn đang đứng ở trong bệ đá cổ 2.600 tiền không mua cái gì à. Quay lại mua đồ đã anh em ơi. Quay lại mua đồ đã, vào bệ đá cổ bạn ơi, 2.600. Mua một cái cung xanh để đấy à. Khu vực đường dưới thì Phát An đang búp Baron cho lính để ăn trụ. Viego nhìn có vẻ là khá cay cú nhưng không dám bước lên một cách ẩu thả nữa. Một pha đẩy e rất đau và Phát An tung chiêu cuối khiến cho vị trí của Chidamir cực kỳ yếu. Báo chiêu cuối xịt đến từ vị trí của Viego. Phát An quay người trở lại hút máu từ con cóc. Mafai không thể cản phá để tự sát rồi. Máu quá yếu. Xạ thủ bây giờ mới mua đồ đi ra thì đã quá trễ rồi. Và Viego có thể sẽ mất giáp thiên thần đấy. Mất máu Serac, mất máu rất nhiều, mất giáp thiên thần. Bên phía bên kia Chin cũng vừa hết giáp thiên thần xong. Và hết giáp thiên thần xong thì Viego cộng với Chidamir đang tạm thời rút lui được. Một pha kéo xịt đến từ Blitzcrank. Nasus kích tốc hành lên và lính hai con thiên trì, hai con xe có Baron đang càn lên. Nasus lã hóa thành công Chidamir bật chiêu cuối tiếp cận và Blitzcrank tạt ở bên phía cánh trái, kéo xịt đến từ vị trí của Blitzcrank nhưng đó là giữ chân tốt đến từ Aphelios và mạng dành cho Blitzcrank với cú chiêu cuối của mình. Nasus đánh rất áp lực và bây giờ 700 quy bổ một phát thôi là AD bên phía bên kia có thể bật ngửa một lượng máu khoảng chừng cả 1.000 máu anh em ạ. Khỏe rồi, em được không? Em được không đây nhờ? Này thì 9.000 tiền, 10.000 tiền với chúng tôi lật kèo là dễ anh em ạ. Bất lực rồi, trụ bảo vệ là chính đầu tiên cho team Phát An. Chat OGG đến từ vị trí của Nasus rồi. As cộng với Viego đã khá bất lực vì Manfi vẫn đang trên bảng đếm số ạ. Nhà chính yếu máu, Afe đánh nhà rồi. Win easy luôn anh em ơi. Phát An rất xanh đầu game và cam cho con Nasus nuôi thành công một con chó 700 quy anh em ạ. Lật kèo phát 9.000 tiền luôn.
cánh dưới hơi tệ nhưng mà cuối cùng thì cũng đã có một vài những tín hiệu comeback nhẹ nhẹ sau những lợi thế Phát An mang lại, liên tục là những quả baron. Ok, đây là một giáo án mới của Phát An trong hành trình leo rank và đã lên được tới bảng 2. Hy vọng là tập sắp tới Phát An sẽ tiếp tục mang lại thêm nhiều giáo án khác cho anh em tham khảo và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo nhé. Bye bye.